Em ơi, xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay vườn em có một cây cát ba thung ma, cây trắng lưỡi tím, hai mắt suốt nè anh chị. Nở ra em làm một cái video quay lên cho tất cả các anh chị mình cùng ngắm hoa nở tại vườn nha em nha. Đây hoa rất là to, cây này là cây mới bung luôn, mới nở nha anh chị. Đó, hoa thơm rất là đẹp luôn nha. Đó, nếu mà nở thỉnh thoảng nó có một cái đường gân ở như hai bên cánh này nữa nè. Đó, lưỡi tím nè, hoa rất là to. Ở trong trong họng của nó nè, màu hai mắt hai bên vàng, ở trong nó xước ở trong nè. Nó xước xước ở trong thì rất là lạ luôn nha anh chị, màu lưỡi tím rất là đẹp. Đây kế bên là có cái cây này, hoa nó nở được mấy ngày nó tàn rồi, hoa rất là to. Cây này thì hoa nó nở qua khoảng một tuần rồi, với lại bị mưa á, cho là nó bị tàn. Anh chị xem nè, cánh hoa giãn ra rất là to, phải được 15 cm đó nha, rất là to luôn á anh chị. Đó, mà cây này bị sâu cắn nè, sâu cắn như là nó mưa nữa nên nó bị tàn rồi. Nên em có cái chậu này nó mới nở nè, em làm clip cho anh chị mình ngắm cho nó dễ nè, mình dễ quan sát được cái mặt bông của nó. Rất là đẹp. Này, cái này cũng có một hướng đây nè, nó cũng sắp tàn rồi. Cánh tàn rồi, bị mưa cho nên là em không có làm clip được. Chờ mãi được hai cái nụ này nó nở. Nó nở căng ra nè. Nó nguyên vẹn như là làm một cái clip cho anh chị mình cùng ngắm. Ở cây thì thân lá cũng khá là to, thân lá cũng khá là to nha anh chị. Nó rất là đẹp, dễ chăm sóc, dễ trồng nữa. Ở cây này thì vườn em bán ha, ở vườn em có hàng bán nha, nên là anh chị mình có nhu cầu sưu tầm thì mình cứ liên hệ mình đặt hàng. Hoa rất là đẹp luôn. Và cái cây này là cái cây hoa thường là nở vào cái dịp Tết. Tết thường thì nó rộ vào cái dịp Tết. Cái mùa mà hàng hoa Tết về á, là em thường về cái loại này rất là nhiều. Năm nào cũng về cái loại này nhiều lắm. Nó rộ dịp Tết một vườn luôn á anh chị, rất là đẹp. Nó rất là cưng luôn nha anh chị. Một lần nó ra khoảng hai hoa như thế này nè. Đó, rất là siêu siêu xinh luôn. Vừa to vừa đẹp nữa. Ở cây này thì nó tàn rồi nè. Nó muốn tàn rồi cho nên là hả, nhìn hoa nó khuôn nó rất là to, căng dạng rất là to luôn á anh chị. Đó, rất là to luôn nè. Anh chị mình xem kênh của em á, mình yêu thích thì mình nhớ like kênh và ủng hộ em nha anh chị. Em ơi, xin chào tạm biệt tất cả các anh chị ạ.